Quý vị thân mến, mới đây chiều ngày 9 tháng 5 năm 2022 tại Hà Nội, tạp chí Bất động sản Việt Nam đã phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Quốc tế tổ chức hội thảo khơi thông dòng vốn cho thị trường bất động sản Việt Nam. Hội thảo đã tiếp thu, ghi nhận nhiều ý kiến tham luận chuyên môn quý báu về ngành bất động sản. Trong đó, giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường đóng góp ý kiến cho biết, chúng ta bàn về câu chuyện huy động nguồn vốn bất động sản theo nghĩa nào? Chỉ mỗi câu chuyện siết tín dụng hay bàn cả câu chuyện dài hơn là thị trường bất động sản đang rơi vào tình trạng cung cầu, mất cân đối. Trong đó, nguồn cầu này chủ yếu đến từ kinh doanh kiếm lợi nhuận. Thực tế là do thiếu thu nhập nên người ta lao vào kinh doanh bất động sản. Hình thức này vừa mang tính chất ảo, vừa mang tính chất thật. Chính vì thế, nếu chúng ta tiếp tục siết tín dụng vào bất động sản, thì nguồn cung sẽ càng giảm và thiếu so với nguồn cầu đang tăng. Trước tình hình này, tôi cho rằng chúng ta nên bàn về câu chuyện dòng vốn cho thị trường bất động sản trong bối cảnh thị trường đang chứng kiến các cơn sốt đất ngày càng mạnh hơn và nhiều dự án bất động sản đang thịnh hành trong tương lai. Cho nên câu chuyện này sẽ càng phức tạp hơn trong bối cảnh hiện nay. Tôi xin lấy một số ví dụ trên thế giới. Năm 1980, Nhật Bản rơi vào sốt giá. Cơn sốt trên thị trường bất động sản đã khiến thị trường chứng khoán Nhật Bản hình thành bong bóng. Năm 1997 tại Thái Lan, thị trường bất động sản rơi vào khủng hoảng nên đã gây ra khủng hoảng tài chính toàn ASEAN. Năm 2008, khủng hoảng Mỹ do áp dụng cơ chế thế chấp gây khủng hoảng toàn cầu. Ngân hàng Mỹ đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để cứu thị trường. Hay chúng ta nhìn vào sự tàn phá của lạm phát 2009-2010 tại Việt Nam đã làm thị trường rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Chúng ta cần suy xét cẩn thận nguồn thu từ đất để tránh sốt đất không lặp đi lặp lại sốt giá. Nước ngoài không có chu kỳ lặp lại sốt giá, nhưng Việt Nam từ năm 1900 đến năm 1992 đất đã tăng gấp 10 lần. Năm 2000 đến năm 2002 tăng gấp 10 lần, cứ thế tăng lên và giờ đã tăng rất nhiều lần. Trong các nguồn vốn và thị trường bất động sản, chúng ta có chủ trương huy động dòng tiền từ dân. Đây là chủ trương tốt, nhưng quan trọng việc huy động dòng tiền như thế nào. Cần vốn tín dụng đang khuyến khích cho các nhà đầu tư vay làm hạ tầng. Bây giờ mới bắt đầu mở ra thị trường chứng khoán, trái phiếu, cổ phiếu. Do đó, chúng ta có thể sáng kiến ra nhiều phương thức huy động vốn, nhưng phải kiểm soát huy động này một cách cẩn thận.